Chào bà con, chào bác. Hôm nay Phương bò review bán hộ anh cặp bò 3B gây lái, bò đẻ một lứa nhé. À, bà con này, con này được gần 3 tháng, 2 tháng rưỡi, 2 tháng, gọi là 2 tháng 20 ngày. Con mẹ này là mới lấy giống được qua chu kỳ. Đấy. Rất là mắn nhá, đẻ 51 đấy. Con được hơn 2 tháng, con mẹ lại lấy giống được gần tháng. Bò đẻ lứa đầu tiên. Đấy. Sữa rất là mát luôn nhá. Con rất đẹp luôn. À, mông to nhé. Review chi tiết các bác xem này, chân móng này. Đây. Con này. Rất là mập nhá, mông to luôn. Đấy. Đây. Sữa này. Đấy. Mới đẻ một lứa. À, rất là ok nha các bác. Đấy. Cặp bò này có giá là bằng 67 triệu này. Đấy. À, rất là ok luôn các bác nhé. Đấy. Còn đại ca luôn. Mẹ cũng mới được lứa đầu nhưng mà nhìn sữa thế này là rất là ok các bác nhé. À. Con này từ lứa 2, lứa 3 đi mà nó mới phá khung các bác. À. Con này các bác nuôi thời gian nữa thì bán, nuôi hẳn to lên rồi bán, nuôi đủ tiền gốc luôn. Con này bác nuôi có thể tầm 6-70 triệu được. Dòng đẹp. Chả nói nhiều nhưng mà tầm 55-60 triệu là khả năng là nuôi là ok. Nhìn cả mẹ con này là rất là yên tâm. Dòng 3B cây lái này, các bác nhìn. Nước sữa nói chung là rất là ok luôn. Con nào cũng vậy. Con mẹ này chiều cao trung bình rơi tầm cửa 1m35 nha các bác nhé. Bò lứa đầu tiên nên là nó cũng chưa to lắm. Từ giờ đầu đi các bác nuôi nó mới phá khung ra. Đẻ rất là chuẩn luôn này các bác nhé. Rất là ok luôn. Đấy, bác nào mà thích gây lái dòng 3B thì điện thoại trực tiếp cho em này. Giá công khai 67 triệu nhé. Rất là hợp lý nhé. Đấy, con đã được ngoài 20 triệu. Con này bác nuôi vài tháng là rất ok luôn. 3 tháng nhìn bê lửng lửng như thế này, màu rảnh luôn. Con này mình vỗ mạnh cám mà nó nổi khúc ngay, dòng 3 khúc ngay. Rất ok. Bác nào mà có nhu cầu yêu thích hàng 3B thì điện thoại trực tiếp cho em nhé. Này. Giá công khai là bằng 67 triệu. À, em thấy rất là ok vì con nó được ngoài 20 rồi. Rất là đẹp luôn. Bác nào mà thích dòng 3B gây lái thì điện thoại trực tiếp cho em nhé. Con này là đã được chữa được một tháng
qua chu kỳ rồi. Đấy, con là được 3 tháng nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Dòng 3B cái sữa kỳ man con nào cũng vậy. Em cũng quay rất nhiều rồi nhưng mà con nào con mập. Này, lừng rãnh luôn. Đấy, con nó này. Quá ok luôn. Đấy. Bác nào mà yêu thích hàng 3B thì điện thoại tiếp nha. Chào các bác. Rất là thuận nha. Đứa đầu nhìn rất là nhăn nhụi đẹp. Đúng rồi luôn. Chào các bác.